Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình lại tô những sản phẩm tuyệt vời sẽ gửi tặng đến tất cả các bạn đây. Mình sẽ tô sản phẩm san hô này nha. Đồ con này các bạn ơi. Ở bên này mình sẽ tô một con báo hung mãnh này. Các bạn như vậy là mình đã tôn màu xong con dây con. Nếu các bạn thấy điểm và thấy hay, hãy cho mình lượt like và đăng ký kênh của bọn mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con vẹt mình đã tôn màu xong. Nếu các bạn thấy điểm và thấy hay, hãy cho mình lượt like và đăng ký kênh của bọn mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, cũng là vào mình đã tôn màu xong. Nếu các bạn thấy điểm và thấy hay, hãy cho mình lượt like và đăng ký kênh của bọn mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô cho các bạn xem con sâu cười. Bây giờ mình sẽ tô bạn nè. Xin chào, ngày hôm nay mình sẽ tô chú chim cho các bạn xem nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô mỏ một video gấu túi trèo cây. Bây giờ mình sẽ tô nha. Vậy video của mình đến đây kết thúc này nha các bạn. San hô đây các bạn ạ. Đây, yêu con các bạn ơi. Như vậy sản phẩm của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô màu khủng long ba sừng nha các bạn. Còn đây mình sẽ tô màu chuột túi con nha các bạn ơi. Mình sẽ tô màu cô giáo cho các bạn xem này. Các bạn ơi, như vậy là con sâu cười mình đã tô màu xong. Video mình đến đây kết thúc rồi nha. Mình chào tất cả các bạn. Như vậy là chú chim mình cũng đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu xong gấu túi trèo cây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô mỏ ong bỏ vẽ cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ tô các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tô con dê vải cho các bạn xem nha. Như vậy video của mình thì đây là kết thúc rồi nha. Sản phẩm chuột túi con này các bạn ạ. Đây nữa, sản phẩm cô giáo đây, mình tô xong rồi. Khủng long ba sừng. Như vậy, sản phẩm của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn.